Nghĩ mời mọi người một ly trà hoa nha Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta đang đến với chương trình kể tích truyện pháp cú của Đại Nghĩa Và hôm nay Nghĩa sẽ đọc tiếp cho quý vị nghe Câu pháp cú số 202 Lửa nào sánh lửa tham Ác nào bằng sân hận Khổ nào sánh khổ uẩn Lạc nào bằng tình lạc Và câu chuyện của chúng ta có tên là đừng nhìn say đắm nữ nhân câu chuyện này được kể lại khi đức thế tôn ở tại kỳ viên liên quan đến một cô gái dòng quy tộc chuyện kể rằng vào ngày hôn lễ của con gái cha mẹ cô mời đức thế tôn đến nhà cúng dường đức phật cùng chúng tỳ kheo đến nhà cô thọ trai cô dâu lăng xăng tới lui để tiếp đãi chúng tăng khi đó chú rể đứng nhìn cô chăm chăm và lòng khởi lên tham dục chú không thấy đức phật cả đến 80 vị trưởng lão. Chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, ta muốn ôm choàng lấy nàng. Đức Phật đi được ý nghĩ của chàng và Ngài làm cho chú rể không thấy cô dâu nữa mà quay sang chiêm ngưỡng Thế Tôn. Khi chàng trai đứng đấy nhìn Phật chăm chăm thì Phật mới nói với chàng trai Này con, không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng lòng sân hận, không khổ nào bằng khổ uẩn, không vui nào bằng vui niết bàn và Phật nói kệ: Lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tình lạc. Nghe xong, đôi vợ chồng trẻ chứng quả tu đà hoàng và lúc đó Phật cho phép họ lại nhìn thấy nhau. Hôm nay chúng ta nghe một cái câu chuyện cũng rất là thú vị ha. Và cái câu chuyện này nghe thấy nó cũng rất là giống với cái tâm ý của chúng ta ngày nay khi chúng ta mà yêu một ai đó đang mê đắm một ai đó thì có phải là chúng ta rất giống cái chàng trai này không dù cho chúng ta đang ở trong một đám đông đi chăng nữa thì gần như xung quanh không còn ai là cái đối tượng để cho mình nhìn thấy nữa mình chỉ thấy mỗi cái đối tượng mà mình đang quan tâm thôi trời ơi sao từng cái dáng đi từng cái cử chỉ cũng thấy thương cái ngồi xuống cũng thấy thương Người cũng thấy thương nói cũng thấy thương, cái bàn tay cũng thấy thương, cái mái tóc cũng thấy thương, cái gì cũng thấy thương hết. Và tất cả mọi sự tập trung chú ý của mình chỉ còn dồn vào đúng cái đối tượng đó. Thì ở đây chàng trai này cũng y như thế. Kể cả trong nhà này đang có sự hiện diện của Đức Phật và tăng đoàn có 80 vị tỳ kheo lực nha. 80 vị cùng với Đức Phật đến nhà này để mà gia chủ cúng dường nhân cái dịp mà gả con gái về nhà chồng. Thấy vậy mà, cả một hội chúng đông đến như thế, chàng trai không thấy gì hết, chỉ thấy mỗi cô dâu, vợ tương lai của mình thôi. Bởi vậy nói, cái người si tình là như thế, không còn biết gì hết trên thế gian này, trong mắt mình chỉ còn có một người duy nhất. Chúng ta chắc là cũng đã từng nhiều lần trải qua cái cảm giác như thế đúng không ạ? nhiều khi ấy, mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn thậm chí không có cái đối tượng mà mình đang yêu thích đang ở đó thì cái tâm hồn mình ấy, nó cũng vẫn vơ nó cũng bay bổng đâu đâu ngồi thơ thơ thẩn thẩn lâu lâu cười một mình lâu lâu tự nhiên khúc kích rồi cười một mình như ngay như dại vậy, vậy đó người ngoài nhìn vào á ta thấy liền nha à, ta trời ơi mơ mơ màng màng kiểu này á hoặc là đang yêu hoặc là điên <laughs> chỉ có vậy thôi Thì mới có một cái thái độ mà nó lạ lùng như thế Cái chàng trai này Khi đó chỉ nghĩ đến một điều duy nhất thôi Là ta muốn ôm choàng lấy nàng Thật ra cái suy nghĩ này của chàng trai Có điều gì tội lỗi hay sai trái không? Không Theo nghĩa nghĩ là vậy Không Bởi vì sao? Anh ta đang yêu Mà cái đối tượng của anh ta là cái cô vợ sắp cưới đó Cái cô dâu này nè Là đang ở trước mặt lăn xăng chạy qua chạy lại cho nên là cái sự tập trung chú ý của anh ta chỉ dồn vào cô dâu mới của mình Và khao khát Ta muốn ôm choàng lấy nàng ngay bây giờ Phải chi bây giờ mà không có ai hết Là ta sẽ chạy ngay tới bên nàng ta ôm lấy nàng Nhưng mà bây giờ vẫn còn là đang trong cái buổi lễ Vẫn còn nhiều người ở đây Cho nên là ta chưa thể nào làm được cái điều đó Nhưng mà trong tâm trong lòng của chàng Là cái hình ảnh đó nó đã có Là hình ảnh chàng đang ôm người vợ trẻ của mình ấy. Chúng ta ai yêu mà không vậy đúng không? Nhưng mà Đức Phật đang có mặt ở đây Chắc chắn là Đức Phật cũng sẽ rất hiểu cho cái tâm ý của canh chàng này Bởi vì sao? Đức Phật trước khi thành Phật cũng là một thái tử Cũng đã từng có đời sống gia đình Cũng đã từng biết cái cảm giác khi có một người vợ là như thế nào cho nên chắc chắn Đức Phật là một cái người hiểu rất rõ cái tâm ý của anh chàng này Và kể cả tất cả chúng sinh đức Phật luôn là cái người có cái sự quan sát để biết tâm ý của chúng sinh như thế nào, để biết tùy cơ mà độ và đức Phật biết rằng cái anh chàng này đang tập trung chú ý vào cái cô vợ như thế và trong tâm của anh ta đang có một cái ngọn lửa dục nhưng cái sự việc này Đức Phật muốn dạy thêm cho cái anh chàng này nên mới làm phép hiển thị thần thông để làm cho cái anh chàng này tự nhiên không còn nhìn thấy cái cô dâu của mình nữa mà cánh mắt của chàng tự nhiên quay qua dòm Phật. Nhìn thấy Phật và chỉ nhìn Phật mà thôi, không còn nhìn thấy cái cô vợ của mình nữa. Thì đó là cho thần thông thôi. Chứ nếu mà là cái tâm ý của anh chàng kia thì bây giờ cho dù Phật ngồi đây một ngày hay hai ngày thì chàng cũng chỉ nhìn thấy cô vợ của mình mà thôi. Thì khi mà Đức Phật làm cho chàng trai chú ý đến mình, nhìn thấy mình. Bởi vì trước đó thì chàng trai gần như trong mắt không có Phật ở đó, không có tăng đoàn ở đó, chỉ có cô gái kia thôi nhưng bây giờ phật làm phép để cái cặp mắt của chàng trai đó quay lại nhìn phật biết rằng à đức thế tôn đang ngồi ở đây với hình tướng như thế dung mạo như thế uy nghi đẹp đẽ như thế thì cái tâm dục của chàng trai này nè nó sẽ lắng xuống bởi vì trước mặt mình không còn là cái đối tượng người vợ trẻ kia nữa mà là đức thế tôn thì cái lòng tôn kính của chàng nó sẽ trỗi dậy cái tâm tham dục của cha nó sẽ lắng xuống từ từ. Lúc đó Phật mới dạy. Thì trước khi đến với cái lời dạy của Phật á thì nghĩ muốn dừng một chút ở cái chi tiết này. Khi chúng ta đang khởi lên trong tâm của mình những cái ngọn lửa của cái sự tham dục, cái dục ở đây nó không phải chỉ đến từ cái dục giữa mình và cái đối tượng yêu thương mà cái tham dục này nó có khi nó còn đến từ những cái đối tượng khác nhau như tài sản nè, quyền lực nè, chức tước nè địa vị nè mình nhìn thấy một cái căn nhà đẹp nè mình khởi lên cái tâm tham muốn thì đó cũng là một cái tham dục mình nhìn thấy ai đó đi một chiếc xe đẹp ngoài đường trong tâm mình cũng khởi lên một cái niệm là trời cái xe đó đẹp quá bây giờ phải làm sao để mình có được một chiếc xe như thế thì đó cũng là cái tâm tham dục hoặc là mình nhìn thấy một chàng trai hoặc là một cô gái đẹp nào đó đi ngang qua trước mặt mình trong tâm mình khởi lên một cái ý niệm phải chi cái người đó là người yêu của mình phải chi người đó là chồng hoặc là vợ của mình thì hay biết mấy và chắc chắn trong tâm của mình lúc đó nè sẽ khởi lên rất nhiều những hình ảnh của mình và cái đối tượng đó đúng không ạ và nếu như chúng ta không có kiểm soát được cái điều đó đó thì cái tâm đó nó cứ giận nó cứ dắt chúng ta đi nó cứ trôi đi mãi và nếu như lúc đó không có một ai vỗ vai mình một cái đánh thức mình một cái thì chắc chắn là mình vẫn còn chìm đắm trong những cái suy nghĩ, những cái vọng tưởng của mình như thế. Nhưng nếu lúc đó chúng ta giật mình, chúng ta nhận ra à nãy giờ mình bị cái tâm tham dục nó kéo đi hơi xa. Nhưng mà nhận ra như vậy, cái tâm đó nó có lắng xuống ngay chưa? Chưa chắc. Có khi mình nhìn thấy nó đó, nhưng mà cái lửa dục trong lòng mình đó, nó vẫn cứ hừng hừng. Bởi vì mình vẫn còn là một phàm nhân, một chúng sinh rất đổi thường tình nội cái việc mà mình nhìn thấy được cái tâm tham dục đó của mình thôi đã là hay lắm rồi nhưng mà bây giờ làm sao để chế ngược nó không phải là điều đơn giản thì lúc đó hãy giống như cái chàng trai trong câu chuyện này mình hãy hướng mắt của mình tai của mình những cái giác quan của mình về một đối tượng khác đi có thể nếu như bây giờ trong cái đời sống hàng ngày nè mình hướng cái đối tượng của mình về những người thân đang có mặt ở xung quanh, về cha nè, về mẹ nè, về vợ về chồng, về anh chị em, về con cái, hoặc là về những cái người bạn của mình, những người thiện tri thức của mình đang ở đó. Hoặc có khi chúng ta sẽ hướng tâm của mình về một bức tượng Phật, một hình ảnh đẹp cao quý mà mình tôn kính. Hoặc đôi khi chỉ là một cái vòng tay, một cái sâu chuỗi thôi. Khi đó, nếu chúng ta biết nương tựa vào những cái điều ấy thì có khi mình sẽ lắng được cái tâm tham dục của mình xuống ngay khi cái tâm mình nó đang bốc cháy hừng hừng như vậy bởi ngọn lửa dục nếu như có một sâu chuỗi mình đang đeo trong tay hãy nắm cái sâu chuỗi đó hãy lần cái sâu chuỗi đó và mỗi một cái hạt chuỗi mình lần hãy niệm một câu phật hiệu hoặc nếu như ngay lúc đó mình nhìn thấy một pho tượng phật một pho tượng bồ tát hoặc nó như trên cổ mình có đang đeo một cái mặt Phật nào đó Hãy chiêm ngưỡng cái mặt Phật đó đi Thì khi chúng ta nhìn vào những cái hình tượng mà chúng ta tôn kính như thế đó Thì tự nhiên cái tâm dục của chúng ta nó sẽ lắng xuống Giống như anh chàng này vậy Lúc này khi mà cái sự chú ý của anh chàng này Nhờ thần thông của Phật Nên anh ta đã thấy à đang có Phật ngồi đây Cái tâm anh ta sẽ lắng xuống Và chúng ta nghe cái lời dạy của Đức Phật dành cho chàng trai này nè Này con không lửa nào bằng lửa tham dục không ác nào bằng lòng sân hận, không khổ nào bằng khổ uẩn, không vui nào bằng vui niết bàn. Ta sẽ Đức Phật nói, không lửa nào bằng lửa tham dục. Cái ngọn lửa này nó hoàn toàn nó không phải là một cái ngọn lửa giống như mình bật hụt quẹt mình đốt. Một cái ngọn lửa đang cháy phừng phừng bên ngoài này, mình chạm tay vào, mình nóng, mình bị phỏng, mình biết liền, mình rụt tay lại. Nhưng khi cái ngọn lửa trong tâm của mình á, cái ngọn lửa tham dục nó cháy phừng phừng á, mình khó để mình nhận biết nó lắm, để mình dừng lại bởi vì khi cái ngọn lửa đó nó cháy lên á nó cuốn theo mình những cái cảm xúc mà mình rất là thích thú những cái khoái cảm nếu như chúng ta đang bốc lên cái ngọn lửa tham dục với cái đối tượng là một cái người nào đó mà mình yêu thương là vợ là chồng là người yêu của mình thì cái ngọn lửa đó nó làm cho mình cảm thấy được ve vuốt nó sảng khoái lắm mình đang nghĩ về người yêu của mình mà mình đang nghĩ về chồng về vợ của mình mà với những hình ảnh nó chạy liên tục trong đầu mình thích thú với những hình ảnh đó chứ nó không phải nó nóng như cái ngọn lửa ở bên ngoài mà mình chạm tay mình phỏng để mình giật mình chính vì nó ve vuốt mình nó làm cho mình cảm thấy khoái cảm cho nên mình mới không có giật mình tỉnh trí ra và nếu như đó là một cái đối tượng khác tiền bạc của cải vật chất thì khi mình khởi cái tâm tham dục lên là trong đầu mình cũng sẽ chạy rất nhiều những hình ảnh nếu như mình có nó thì mình như thế nào? Mình ngồi trên chiếc xe đó, chắc mình vui lắm. Hay mình sống trong cái căn nhà đẹp đó, trong cái căn biệt thự sang trọng lộng lẫy đó, chắc mình hạnh phúc lắm. Chắc mình sẽ hạnh diện với tất cả những người xung quanh, nhiều người xung quanh sẽ ngưỡng mộ mình lắm. Và chính cái khoái cảm đó, mặc dù nó không có thật, nó chỉ là một cái ngọn lửa tham dục nó đang vẽ lên trong đầu mình những cái hình ảnh dẫn đến cái khoái cảm của mình thôi là mình đã mê mang là mình đã đắm đuối mình chìm theo nó rồi mình bị trôi theo nó rồi mình cũng không có giật mình giống như mình chạm tay vào một ngọn lửa thật sự để mình cảm giác bị phỏng và mình rút tay lại và tại sao không lửa nào bằng lửa tham dục là bởi vì như thế một ngọn lửa bình thường mình có thể dễ dàng mình cảm nhận sức nóng của nó thậm chí mình dễ dàng mình dập tắt nó đổ một gáo nước vào là nó tắt ngay còn cái ngọn lửa tham dục trong tâm mình nè Nó có dễ dàng tắt được không? Không Rất khó để chúng ta có thể kìm hãm nó Và dập tắt nó Có khi cái ngọn lửa đó Nó cứ phừng phừng Nó thiêu đốt tâm ta cả ngày lẫn đêm Đã từng bao giờ Mà chúng ta có một cái khao khát một cái mong muốn gì đó nó vô cùng nó mạnh liệt Tới mức cả ngày lẫn đêm Mình không còn tâm trí gì Để nghĩ đến những chuyện khác nữa Lúc nào mình cũng quay quắt Điên cuồng để mình tìm cái cách nào Làm sao để mình thỏa mãn được Cái tham dục đó của mình chưa Nếu như đó là đối tượng mà mình đang yêu thích Một cô gái chẳng hạn Mình đang yêu thích cái cô gái đó Mà mình chưa được đáp lại Hoặc cô gái đó Cũng đang nhận được nhiều sự yêu thích Từ những người xung quanh Thì có phải là cái ngọn lửa tham dục trong tâm mình nè Bằng một cách phải nghĩ chiêu trò phương kế đủ kiểu để mình chinh phục được cô gái đó để mình có thể mình đánh bại được tất cả những cái vệ tinh đang vây xung quanh cả ngày mình không còn tập trung làm việc được nữa chỉ nghĩ có cái cô đó thích cái gì làm sao để làm cho cô ấy cảm thấy thích mình nhiều hơn với những cái người còn lại thì cái ngọn lửa tham dục đó nó cứ xâm chiếm mình mình không nhận ra nó mình không có dập tắt được nó dễ dàng như cách dập tắt một cái ngọn lửa bên ngoài chỉ cần tạo một gáo nước là xong cho nên mới nói không lửa nào bằng lửa tham dục là như thế không ác nào bằng lòng sân hận cái tâm sân là một cái tâm mà chúng ta nói đến rất là nhiều mỗi khi cái tâm sân của chúng ta nổi lên thì thế nào mặt đỏ tía tai nói ra những cái lời mà mình không kiểm soát được bình thường có thể mình nói những cái lời rất là nhẹ nhàng dễ thương nhưng mà khi cái tâm sân nó khởi lên rồi nó xâm chiếm lấy mình rồi thì cái lời nói của mình nó không còn dễ thương nữa lúc đó trước mặt mình dù người đó là ai đi chăng nữa mình cũng sẽ dễ dàng nói ra những cái lời xúc phạm làm tổn thương họ một cái người mà mình rất là yêu quý hàng ngày vẫn ve vuốt vỗ về cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa đó là khi mình không có sân nhưng mà thử mình sân lên coi mình cũng dễ dàng mình buông ra những cái lời nhiếc móc chửi bới mạt sát mình không còn kiểm soát được cái lời nói của mình nữa Vì sao? Cái ngọn lửa sân á, Nó cũng đang thiêu đốt trong cái tâm trí của mình nè Mình không còn đủ tỉnh táo Để mình biết rằng mình nói cái gì Và mình làm cái gì Sau khi cái cơn sân hận nó qua đi á, Nhìn lại một cái bãi chiến trường Mà mình vừa mới gây ra đó Tan quan đổ nát Những cái mối quan hệ tốt đẹp trước đó Đổ vỡ Lúc đó mình mới ân hận Nhưng mà lúc đó ân hận thì cũng đã muộn rồi mình cũng đã gây ra một cái bãi chiến trường đổ nát rồi. Đó là cái sự đổ vỡ niềm tin, đổ vỡ tình yêu mà mọi người dành cho mình cũng như mình đã dành cho người ta trước đó. Và chưa kể nha. Một khi cái tâm sân nó đã nổi lên, nó không chỉ đến bằng cái lời nói, còn bằng việc làm, còn hành động nữa kia. Biết bao nhiêu cái câu chuyện thương tâm đáng tiếc đã diễn ra nó xuất phát từ cái sự sân hận mà sau khi bình tĩnh trở lại đã phải hối tiếc nhưng mà lúc đó những cái hậu quả mà họ đã gây ra buộc họ phải trả giá rất đắt hôm rồi người vừa nghe kể một cái câu chuyện mà mình thấy tại sao nó có thể nó vô lý đến như vậy ở một cái xóm trọ một chàng trai từ bên ngoài đến thăm người yêu của mình là một cô gái đang ở trong cái xóm trọ đó giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn từ trước cho nên hôm nay chàng trai đến đây á là để mong làm hòa với cô gái, mong cô gái bỏ qua và tiếp tục giữ mối quan hệ. Nhưng mà khi họ gặp nhau, sau một hồi nói chuyện, thì cô gái vẫn giữ ký định của mình là không tiếp tục cái mối quan hệ này nữa, chấm dứt, cắt đứt, chia tay. Chàng trai nói hết lời mà người yêu của mình vẫn không nghe, chàng buồn bã, tức giận, lủi thủi ra về. Thì trên đường từ trong cái phòng trọ của cô gái á, Đi dọc 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 suốt cái dãy nhà trọ đó để ra tới cổng Thì ở trong xóm trọ mà mọi người cũng biết Đôi khi cũng có những bà Tám Một số bà Tám cũng nghe ồn ào từ nãy tới giờ Nghe họ cãi cọ nhau, họ to tiếng với nhau Thì thấy anh chàng này buồn rầu, tức giận bước ra Mới chạy theo mới hỏi Sao? Chuyện gì vậy? hai đứa bỏ nhau thiệt hả sao vậy năn nỉ nó đi hả? ráng làm lành cho nó đi sao vậy nói chị nghe coi kể chị nghe có lý do tại sao hả có người thứ ba hay sao hôm bữa thấy hình như con chàng trai nào đó cũng đến đây tìm nó đó đó có một người như thế cứ đi theo cái chàng trai này cứ lại nhại cứ hóng chuyện thì trong cái tâm trạng buồn bực và tức giận đó chàng trai rút một con dao ngắn ra đâm chết cái người phụ nữ đó luôn cái người phụ nữ mà đang hỏi chuyện mình đó cái người phụ nữ đó có thù oán gì với mình không không người phụ nữ đó cũng hoàn toàn không có dính dáng dây mơ rễ má gì trong cái câu chuyện tình mà mình vừa mới bị đổ vỡ không có đóng vai trò gì trong đó cả chỉ là một người phụ nữ đang hiếu kỳ đang tò mò đang muốn biết câu chuyện của mình như thế nào bởi vì lúc này chàng trai đang rất là đau buồn vì bị người yêu chia tay không kiềm chế được cái cơn sân của mình dẫn đến cái hành động đâm chết cái người phụ nữ đó. Rất vô cớ. Mình nghe xong câu chuyện mình nghĩ tại sao có một cái chuyện nó có thể nó phi lý đến như vậy xảy ra. Nếu như mình nhìn ở cái góc độ của một người học Phật á thì mình sẽ thấy. Thứ nhất, có lẽ đó là cái nghiệp. Cái nợ cái nghiệp gì đó của ba con người này. Chàng trai, cô gái và kể cả cái người phụ nữ nhiều chuyện kia. Chắc chắn nó là một cái sợi dây duyên nợ và ràng buộc nhau từ những cái đời trước để đến cái đời này ngay vào cái ngày hôm nay, chàng trai và cô gái chia tay và cái người phụ nữ kia do hóng hớt tò mò mà dẫn đến cái việc bị đâm chết. Nhưng mà nếu nhìn ở một góc độ khác nữa, thì mình thấy do cái tâm sân hận của cái chàng trai này không kiểm soát được hành vi của mình mới làm một cái việc dại dột như thế. Chắc chắn là ngay sau đó chàng trai sẽ giật mình và sợ hãi bởi vì mình vừa mới gây ra một án mạng mà cái người mà mình vừa đâm chết đó, hoàn toàn không có dính dáng liên quan gì tới câu chuyện tình của mình cả và chắc chắn chàng trai này sẽ phải lãnh nhận một cái hậu quả thích đáng cho cái hành vi của mình. Bởi mới nói, không cái ác nào bằng lòng sân hận là như thế. Khi cái tâm sân của chúng ta đã nổi lên rồi, thì cái tâm ác nó cũng xuất hiện. Bình thường, có khi mình không dám giết một cái con vật dù là nhỏ, con dế, con trùng, con dung, con cào cào, con gà, con vịt, mình cũng không dám sát hại nó đâu. Nhưng khi cái tâm sân nó đã ngự trị rồi, có khi mình dám làm hết tất cả những điều đó, bởi vì lúc đó mình không còn làm chủ được mình nữa Giống như cái câu chuyện Pháp Cú cách đây một hai hôm Nghe có chia sẻ với mọi người Là cái tâm ma Mà mình còn gọi là ma vương Ma vương lôi kéo Ma vương thôi thúc Để mình làm những cái việc xấu ác Thì cái tâm ma Nó đã xâm chiếm nó ngự trị hết tất cả Và mình không còn kiểm soát được Dẫn đến những cái hành vi Những cái hậu quả đáng tiếc Không khổ nào bằng khổ uẩn sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn ngũ uẩn cũng là một trong những cái đề tài rất là quan trọng trong phật pháp mà các thầy các cô vẫn thường hay giảng cho hàng phật tử nghe thì trong cái phạm vi của cái chương trình chúng ta đây thì nghĩ cũng không thể chia sẻ sâu hơn về cái đề tài này với mọi người được thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm nha không vui nào bằng vui niết bàn thì bây giờ mình chưa phải là những cái bậc tu chứng để mình có thể cảm nhận được cái vị của niết bàn là gì cái niềm vui của niết bàn ra sao Thôi thì bây giờ mình cứ nghĩ một cách nó đơn giản nhất và gần gũi nhất, niết bàn có nghĩa là cái sự bình an, cái sự an lạc trong chính tâm hồn của mình. Mình nghĩ gần gũi nhất với hàng cư sĩ của mình là như thế thôi. Có khi người ngoài nhìn vào á, người ta sẽ thấy không có gì vui cả, bởi vì với một cái người mà đang có được cái sự an lạc họ cảm thấy nhẹ nhàng lắm và cái sự an lạc đó nó không phải nó đến từ những cái gì đang diễn ra xung quanh để mình vui. Nó đến từ trong cái tâm của mình nè. Mình cảm thấy vừa đủ, mình biết trân quý những cái mà mình đang có, mình không quá tham cầu. Thì tự nhiên mình cảm thấy vui. Và cái niềm vui đó người ngoài nhìn vào không thấy, chỉ có mình thấy, chỉ có mình cảm nhận được mà thôi, thì giống như ai ăn nấy no vậy đó mình ăn mình no mình mới cảm được cái sự no đó là như thế nào chứ bây giờ người ngoài không thể nào mà cảm nhận được cái no dùm cho mình vì thế đức phật mới nói không vui nào bằng vui niết bàn dù cho với những người thế gian bình thường á cái niềm vui của họ là những cái gì đó nó động là một buổi tiệc là một cái buổi đi chơi là ăn là uống là hò là hát vân vân thì đó là cái niềm vui rất động đó là niềm vui của người thế gian còn với những người mà có học phật chúng ta có một cái sự tu tập thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái niềm vui nó nhẹ nhàng nó bình an nó đến từ chính cái nội tâm của mình đôi khi nha chúng ta đọc được một câu kinh hay một lời dạy hay của đức phật mình cảm thấy mình hạnh phúc lắm mình cảm thấy mình vui lắm bởi vì mình nhận ra được một cái giá trị mình thấy giống như là sáng bừng lên một cái điều chân lý mà bao lâu nay mình vẫn còn bị luẩn quẩn mình chưa hiểu rõ hoặc là mình chưa tìm thấy một cái lối thoát để giải mã những cái câu hỏi trong đầu của mình á. Thì cái niềm vui đó chỉ có ai là những cái người mà tự trải qua mới có thể cảm nhận được thôi. Thì với những cái người thế gian như chúng ta, chỉ cần chúng ta bớt được những cái ngọn lửa như trong cái câu pháp cú mà Đức Phật nói đây thôi, thì cái tin chắc rằng chúng ta sẽ tìm được cái sự bình an, tịnh lạc. Bớt đi được cái ngọn lửa tham nè, là tham dục. Bớt đi được cái ngọn lửa sân nè, là chúng ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc rồi nếu như chúng ta hiểu thêm về ngũ uẩn những cái khổ của uẩn thì chúng ta cũng sẽ biết để mà chế ngự nó để mà điều phục nó thì mong rằng mỗi một ngày chúng ta học phật chúng ta nghiền ngẫm để chúng ta thấy được những cái giá trị trong những cái lời dạy mà đức phật đã dạy cho chúng ta từ đó chúng ta đối chiếu vào trong cái cuộc sống của mình và hy vọng rằng mỗi người chúng ta đây đều sẽ tìm được cái sự tình lạc trong chính tâm hồn của mình dù chúng ta vẫn đang sống giữa một thế gian bề bộ và bon che. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ của Nghĩa trong ngày hôm nay. Chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện của ngày mai nha.